Xin kính chào quý vị. Nói đến người Việt ở Mỹ, chúng ta thường biết đến cộng đồng người Việt ở các bang như là California hay Texas. Nhưng thực tế thì người Việt có mặt ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, thậm chí là ở cả những quần đảo xa xôi như là Hawaii. Tại đây thì bên cạnh trồng trọt, mở nhà hàng, lái taxi thì những ngư phủ người Việt đang vươn lên nắm vai trò chủ chốt của một trong những ngành kinh tế mũi nhọn ở quần đảo này. Một giờ sáng, cảng cá chính trên đảo Honolulu, thủ phủ của quần đảo Hawaii, đã sáng đèn. Những chiếc tàu đầy ắp cá vừa mới cập bến chiều hôm trước đang chuẩn bị đưa cá lên bờ. Mỗi tàu thường đem về từ 6 đến 10 tấn cá, chủ yếu là cá ngừ đại dương. Ngay sau đó, cá được đưa vào sàn đấu giá trước khi được các thương lái chuyển vào đất liền. Sang Mỹ từ năm 1978, trải qua nhiều công việc. Đến năm 1983, ông Mang bắt đầu chuyển sang nghề đánh bắt hải sản, là một trong những ngư phủ Việt đầu tiên đến quần đảo Hawaii. Ông cho biết, phần lớn tàu đánh cá ở đây giờ thuộc sở hữu của người Việt. Cái chủ tàu thì hiện tại thì khoảng chừng hồi trước thì nó có 34 người thôi, bây giờ nó có 5-7 người, giờ năm mới xuống mua nữa thì khoảng chừng 40 người, nhưng mà cái tàu hết cái khu vực ở đây là 164-165. Nhưng mà người Việt Nam mình không là 130. Tàu Việt Nam chủ, tàu Việt Nam hết, là tàu Việt Nam hết, 130. Du lịch vốn là nguồn thu nhập chính của quần đảo Hawaii. Song trong và sau dịch Covid-19, đánh bắt cá ngừ đại dương lại vươn lên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quần đảo này. Sau khi trừ chi phí cho mỗi chuyến ra khơi 3 tuần vào khoảng 45.000 đô la Mỹ, mỗi tàu thường đem lại cho chủ từ 40 đến 160.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, vật giá leo thang đang gây khó khăn cho các chủ tàu. Nhưng khó khăn nhất lại là tuyển được ngư phủ. Trung bình, mỗi tàu cần ít nhất từ 5 đến 7 ngư phủ, cộng thêm một thuyền trưởng, mới đảm bảo hoàn thành công việc. Với số lượng tàu cá hiện nay hơn 160 chiếc, tổng số lao động cần ít nhất là trên 800 người. Hiện tại bây giờ thì nhờ cái số lượng của người nước ngoài không? Giống như Việt Nam, Indo, còn là Malaysia hoặc là mấy người đảo gần gần ở đây nè, thì mình mới lấy cái người số người đó vô mới đủ. Thế còn ở người Mỹ ở đây thì giống như người Việt Nam đây, họ cũng không chịu nhảy xuống đi nữa, vì cái nghề này mà xa vợ xa con họ không muốn đi. Trong tổng số ngư phủ nước ngoài đang làm việc tại Hawaii, hơn một nửa là đến từ Việt Nam. Họ phải quá cảnh qua một nước thứ ba rồi đến Hawaii bằng đường biển. Toàn bộ thời gian là ở trên tàu, không được phép lên bờ, trừ trường hợp khẩn cấp. Nó rất là khó khăn rồi, vất vả luôn. Lúc đầu em đi qua là em bị say sóng, vất vả lắm, khó là say sóng bị ối gần 2 năm trời, rồi em mới từ từ em mới quen lại được. Như đó sáng đánh câu thì 6 tiếng, thì anh em chia ra người 2 ca, đánh 3 tiếng rồi ngủ, rồi 3 người khác ngủ giúp chị đánh 3 tiếng tiếp, xong rồi tối thì lấy câu. Nếu mà đi sớm, lấy sớm thì khoảng 10 tiếng, 11 tiếng mình được nghỉ như câu. Khi bữa chó bồ hay là bị nảy kia, đứt câu cho thì phải 12 tiếng, 13 tiếng. Rồi xong ngủ được vài tiếng rồi ra làm. Công việc vất vả nhưng thu nhập cũng phần nào bù đắp lại. Hồi lúc mình ký ra cái giao kèo để mình đi đó, thì là họ ký cái 500 đô thôi. Nên mình đi 500 đô một tháng. Nhưng mà qua tới đây thì mỗi chủ tàu nó mỗi khác nhau. Cái tiền mà nó gọi là cái bonus đó, cái số lượng mà sản lượng mình cao thì mình được. Cái tàu thì nó cho 5 cent một thao, cái tàu thì cho 10 cent. Rồi có tàu thì vô đó cho mỗi một ngư phủ đó ăn 1%, và tùy theo chuyến. Rồi còn có tàu thì mỗi một năm thì họ tăng lên được 100 nữa. Rồi thí dụ như bây giờ lên trên 100.000 đô, thì họ được cái tiền thưởng là gấp đôi lương. Đó, rồi 200.000 thì có thể gấp 3, mà cũng tùy theo tàu nha. Cái giao kèo nó không có cái đó. Với phần lớn thời gian lênh đênh trên biển, các ngư phủ Việt sống trên tàu với nhau như anh em trong gia đình. Ngoài đánh bắt cá, ai giỏi việc gì thì lo việc đó. Và tất cả đều có chung một hướng, đó là gia đình và người thân ở Việt Nam. Thì chủ yếu mong gia đình bển sống vui vẻ, gia đình em hòa hợp thôi. Em nhiều đó là em đủ, em qua đây mà cực khổ cái nào em cũng gánh chịu được hết. Chúc ba mẹ và gia đình được nhiều sức khỏe. Ở đây tụi con vẫn tốt, vẫn khỏe. Sau một tuần cập cảng dỡ cá, nạp nhiên liệu, lấy đá, mồi và nhu yếu phẩm, các tàu cá của người Việt lại tiếp tục hành trình ra khơi.
Dù vẫn còn không ít khó khăn, song với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó, những ngư phủ và chủ tàu người Việt ở đây vẫn đang ngày càng vươn lên làm giàu, nắm vai trò chủ lực của một trong những ngành nghề chính của nền kinh tế quần đảo Hawaii. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam tại Mỹ. Kính chào quý vị khán giả của Chuyện nước Mỹ. Nước Mỹ rộng lớn, hệ thống đường xá phát triển, người Mỹ thích di chuyển và từ lâu các loại hình motorhome đã được phát triển phục vụ ở nhu cầu sống, nghỉ ngơi, giải trí gắn với thiên nhiên của nhiều gia đình người Mỹ. Nội thất đúng như một căn hộ sang trọng trong các khu đô thị hiện đại, nhưng lại di chuyển được và có khi nằm giữa rừng hoặc bên bờ suối. Phòng sinh hoạt chung của gia đình với ghế sofa điện có thể ngả lưng 180 độ, hệ thống bếp, chậu rửa, tủ lạnh đủ trữ đồ ăn cho cả tuần, cùng các vật dụng thiết yếu khác. Cái này thật là tuyệt. Cháu rất thích và mong bố mẹ mua một cái cho cả nhà cùng đi. Cả nhà tôi đã có một cái rồi, nhưng tôi thích cái này, trần rất cao, thoáng. Nhưng hóa ra, nó là một chiếc xe để kéo đi. Hầu hết các mẫu motorhome mới nhất đều được giới thiệu tại một triển lãm chuyên ngành về phương tiện này được tổ chức tại bang Virginia. Có nhiều loại để khách lựa chọn theo nhu cầu và quy mô gia đình. Loại rộng nhất cũng vào loại đắt tiền nhất, bao gồm 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Có nhiều thiết kế khác nhau, nhưng các loại motorhome trưng bày hôm nay ở đây đều được thiết kế và thi công cẩn thận, tối ưu hóa từng cm vuông diện tích và đã có nhiều người đến xem và chốt đơn ngay. Đây là những loại phù hợp với gia đình trẻ, các con nhỏ. Khách mua những motorhome không động cơ này đòi hỏi phải có một xe bán tải động cơ ít nhất 3.5 lít. Những cặp vợ chồng chưa con cái hoặc con cái đã ra ở riêng có thể lựa chọn loại nhỏ hơn, chỉ một phòng ngủ, một sofa nhỏ nhưng cũng có đủ tủ lạnh, bếp. Do không có động cơ nên việc chăm sóc, bảo dưỡng cũng đơn giản hơn. Cách tốt nhất mà tôi khuyên quý vị giữ cho những chiếc xe motorhome như thế này giữ được giá trị dài lâu là việc đảm bảo rằng phải giữ cho được hệ thống mái che trong trạng thái tốt nhất và có thể chống được mọi nguồn nước dội từ bên ngoài vào. Khi nước lọt vào, nó sẽ hủy hoại thiết bị bên trong rất nhanh. Nước là kẻ thù số một của motorhome vì hệ thống cửa, xoăn. Nếu bị nước lọt vào thì sẽ xuống cấp rất nhanh và làm hư hại nhiều thiết bị khác nữa. Vì vậy, điều số một, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm để trông mọi thứ lúc nào cũng mới là chống nước và bảo vệ hệ thống mái che. Những chiếc motorhome có động cơ lại là một lựa chọn khác. Và đây là cuộc cạnh tranh khách hàng của các hãng ô tô lớn tại thị trường Mỹ. Chiếc motorhome này có giá bán đủ cho một gia đình 4 đến 5 người. Những chiếc nhỏ hơn phù hợp với các kỳ nghỉ của hai vợ chồng và cũng phù hợp với đường xá Việt Nam. Như chiếc này, giá cũng không hề rẻ, gần 5 tỷ đồng. Nó chỉ như một chiếc xe 15 chỗ ngồi, chỉ có 2 ghế trước. Còn lại toàn bộ khoang phía sau được thiết kế và lắp đặt thành một căn hộ di động với đầy đủ trang thiết bị cho cuộc sống của một gia đình. Đây là loại xe dành cho cả 4 mùa. Trên xe lại còn được trang bị cả hệ thống điện mặt trời với hệ thống ắc quy trữ điện tốt, đủ năng lượng cho chuyến đi 10 ngày. Tại Mỹ, hệ thống đường xá, cầu cống được thiết kế và xây dựng phù hợp với các loại mô hình motorhome. Nhưng để vận hành, sử dụng và khai thác loại hình này, ngoài việc phải có kinh nghiệm lái xe, thì các kỹ năng mềm như lắp đặt, cân chỉnh và sử dụng sao cho hiệu quả cũng là điều chủ xe cần phải được trang bị. Điểm đáng chú ý là lượng khách hàng đang ngày một đa dạng hơn, nhất là người trẻ tuổi, và tháng 9 năm nay là thời điểm có nhiều hãng giới thiệu các loại xe mới và trải nghiệm với các loại motorhome. Vẫn là một trong những cách thức hợp lý để nhiều gia đình có các kỳ nghỉ dài và đáng nhớ. Phía bắc nước Mỹ, trời đã vào thu,
các hoạt động ngoài trời sẽ kết thúc khi trời trở lạnh. Nhưng người đàn ông này vừa mua chiếc motorhome mới nhất và chuẩn bị cho kế hoạch đi xuống các bang miền Nam tránh rét. Và chỉ trở lại vào đầu hè sang năm với chiếc motorhome này. Với những người không muốn mua motorhome hay mô tô kéo, cũng có thể trải nghiệm bằng cách đặt trên mạng rồi mang ô tô của mình đến kéo đi, hoặc thuê sẵn những motorhome tại các vị trí cắm trại. Có điều, trong trường hợp như thế này thì phải trả nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, tính chung lại thì thuê vẫn rẻ hơn là đi mua nếu nhu cầu sử dụng ít. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Xin kính chào quý vị, tôi đang có mặt trên đại lộ Hollywood, vốn thường được biết đến với cái tên là đại lộ danh vọng, bởi ở trên đây có rất nhiều những ngôi sao vinh danh những người có nhiều đóng góp trong ngành nghệ thuật thứ bảy. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, trên đại lộ này đã xuất hiện một ngôi sao mới vinh danh một nhà hàng có tên là Musso & Frank Grill. Được khai trương vào ngày 27 tháng 9 năm 1919, Musso & Frank Grill là nhà hàng đầu tiên ở kinh đô điện ảnh thế giới, thu hút phần lớn là những thực khách hạng A. Một trong những thực khách thường xuyên trong lịch sử nhà hàng là diễn viên hài Charlie Chaplin. Ông thường cưỡi ngựa đến đây, chọn bàn có cửa sổ này để vừa ăn trưa, vừa ngắm đường phố có con ngựa của mình. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng mọi thứ dường như vẫn còn y nguyên từ tấm biển hiệu, lối thiết kế, trang trí phòng ăn, bọc da màu đỏ và giá trơn mũ bằng đồng. Tất cả tạo cho thực khách cảm giác về một chuyến du hành ngược thời gian. Một trong những quy định đặc biệt của nhà hàng này đó là không được quay phim chụp ảnh trong nhà hàng, nhất là khi đang có thực khách. Vì sao lại như vậy? Theo người quản lý của nhà hàng, quy định này là để đảm bảo quyền riêng tư của thực khách, vốn là yếu tố quan trọng thu hút các nhân vật nổi tiếng đến đây. Có rất ít hình ảnh các ngôi sao và người nổi tiếng ở trong nhà hàng. Chúng tôi không cho phép. Vì vậy, thực khách biết là không có thợ săn ảnh đợi ở cửa trước hay cửa sau. Họ biết rằng khi đến với Musso & Frank Grill, họ sẽ có một buổi tối rất tuyệt vời. Nhờ đó mà trong suốt chiều dài lịch sử, nhà hàng này đã trở thành điểm đến của hầu như tất cả những minh tinh màn bạc nổi tiếng. Trong đó phải kể đến Frank Sinatra, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Jack Nicholson và nhiều hơn nữa. Có một điểm nữa cũng rất thú vị ở nhà hàng này, đó là mặc dù hơn một thế kỷ đã trôi qua, song thực đơn của nhà hàng gần như không có sự thay đổi. Tọa lạc ở nơi hội tụ của các nền văn hóa đến từ khắp nơi trên thế giới, thực đơn của nhà hàng hoàn thiện lần đầu tiên vào năm 1922 đã được thiết kế để đáp ứng sự đa dạng này. Đầu bếp đầu tiên là Jin Ru đã thực sự nhận thấy điều đó vì ông ấy đã tạo ra một thực đơn có thể phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người, bất kể bạn đến từ đâu trên thế giới. Điều đó vẫn không thay đổi. Chúng tôi vẫn giữ nguyên truyền thống đó ở đây. Vì thế, dù bạn đến từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi đến với Hollywood, bạn sẽ tìm thấy ở Musso một sự tương đồng nhất định. Bởi vậy, dù đã trải qua ba thế hệ, nhưng nhà hàng này vẫn đang cố gắng bảo tồn những giá trị lịch sử riêng có của mình như ngày mới khai trương cách đây hơn một thế kỷ. Thế hệ những người chủ mới của nhà hàng này tin tưởng rằng lịch sử thu hút thực khách đến với nhà hàng như những món ăn ngon sẽ kéo họ quay trở lại. Vì thế mà thời gian gần đây, nhà hàng này đã không chỉ còn là nơi gặp gỡ của các minh tinh màn bạc mà còn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách mỗi khi có dịp đến với kinh đô điện ảnh thế giới. Lê Minh, phóng viên Việt Nam tại Mỹ.